À, bây giờ anh Quyền ra giúp Bi dọn hàng nè. Anh em tình thương mến thương nha. Trời mưa trời gió nè cả nhà thấy không? Mưa gió lạnh lẽo, trời nè u ám nè. À, ai thương Bi với anh Quyền bằng hai lần không? Bên kia còn đồ ăn đồ nữa. Ê mấy cái cặp để dưới chân ướt em ơi. Em xách vô luôn đi Bi, rồi em đừng có bỏ ra vậy Bi. Xách thẳng vô nhà luôn rồi quay ra lấy Bi. Chứ mấy cái giỏ em để dưới nước nó ướt hết. Ừ. Ừ, ướt hết. Cái bọc cái giỏ ni lông thì không sao mà cái giỏ đó nó ướt em hiểu không? Em vô hồi em tắm em thay đồ nghe Bi. Dạ. Ừ cho ngủ cho nó ngon giấc tối nay coi. Dạ. Mền chiếu còn không? Hả? Ngày mai có đồ dơ gì gom lại rồi chị chở hai anh em đi giặt đồ nha. Đồ có rồi. Giặt chưa? Chưa. Thì bởi vậy em mới nói là chị mới nói là chị mới nói là đồ dơ gì đó thì để dưới thì đựng xách lên lầu. Ngày mai chị lại chị chở hai anh em đi giặt, hiểu không? Dạ. Ừ. Nhiều. Nó dọn nguyên cái nhà lầu của nó mà không nhiều. Rồi chưa bên đó hết chưa? Của em hết rồi hả Bi? Còn đồ ăn nữa nghe anh Quyền, còn đồ ăn nữa nghe, đóng sát vô cưng, đóng sát vô. Đó, bé Quyền nè, bé Quyền say hi nha cả nhà coi. Hello, hello. Vô tay hai cái coi. Hello, anh Quyền hello. Hôm nay là ngày thứ ba không có dùng rồi hả anh Quyền ha? Không có dùng gì hết trơn. Giỏi, anh Quyền giỏi quá. Cảm ơn anh Quyền. Ừ, xách vô đồ ăn đó, đồ ăn chị xách đi đó. Ê em bỏ cái giỏ nhựa xuống đi kia trước đi cưng. Bưng cái giỏ nhựa xuống cho anh Quyền bưng. Thôi thôi, anh Quyền. Anh Quyền qua đây bưng cái giỏ nhựa cho nó trước đi. Để cho anh kia. Thôi mày mày đau lưng mày đừng bưng. Mày đau lưng mày đừng bưng. Để anh Quyền bưng. Đừng có gán nữa. Để khỏe khỏe lên rồi hả bưng. Còn đồ ăn đó luôn không chị? Ừ, mấy cái đồ ăn này chị đem lại cho hai anh em đó, chị đem nồi cơm luôn á Bi. Chị có nồi cơm điện luôn á cưng. Xách vô. Cái còn nhà chị còn có nhiêu đó gạo chị đưa để mình có gì mua thêm. Ủa, em có phút em để em mua nha. Cầm vô luôn, cà chua với dưa leo chị mua cho hai anh em ăn luôn, cà phê luôn. Dạ cảm ơn. Trời ơi. Nãy biết để cà phê lại cho mấy đứa nó. Thôi không sao thì để đó đi em còn gặp mà. Dạ. Đó, cà phê cầm luôn. Cà chua, gạo. Bỏ được bỏ. Hả? Bỏ túi bị... được thì bỏ. No, thôi thôi. Bỏ đây nè. Nó no, bỏ chi trứng mà bỏ gì? Bây giờ kìa cái nồi cơm điện kìa. Xách cái nồi cơm điện xuống. Xách mấy cái đầu bự xuống trước đi. Xách cái nồi bự xuống với bao gạo rồi xách xuống trước đi. Giấy chùi tay với spam rồi đó. Cái gì? Dơ thì để giặt thôi, mới giặt. Đó, spam nữa đó thằng Bi. Một lốc spam để cho hai nang chiên ăn á. Với trứng rồi đó. Còn nồi cơm điện nè, qua xách nồi cơm điện vô. Thôi anh, thôi anh bưng cái rổ vô trước rồi quay ra. Bỏ cái nồi cơm điện cho ảnh cho Bi. Còn bao gạo nữa Bi. Bao gạo trên đó đó, còn ít ăn anh em ăn đỡ đó, đó nồi cơm điện đó. Rồi. Bao gạo nữa Bi. Ừ. Ừ. Bao gạo luôn Bi. Nó thiêu sống anh Quyền rồi, nó bắt ổng bưng đó. Vậy mà nói là thương anh Quyền lắm đó. Hết chưa? Ừ, bưng hết cái đó vô, chị cầm hộp trứng cho. Còn gì nữa không? Hộp cà phê nữa được cưng ơi. Đó, hộp cà phê nữa đó. Rồi, đây chị cầm hộp cà phê. Đây, em cầm hộp cà phê đi. Ừ. Rồi, đi. Rồi, chị khóa xe lại để em hơi ấy. Được chưa? Còn gì nữa không? Bưng qua check bên kia con Quyền bưng đồ em vô hết chưa? Check lại cái cho chắc ăn. Trước khi Bi lợi nhà này, Bi chia tay mấy người hàng xóm buôn bán nhà hàng ở khu Bi ở đó, ai cũng thương Bi. Cái chị nhà hàng chỉ cho nhà hàng gì cưng, nhà hàng này hàng nhà hàng gì cho em đồ ăn nha. Thưa chị quê hương. Quê hương, quê hương cho Bi nguyên hộp cơm nè, cả nhà thấy không? Hộp canh nữa nè. Bi nhiều người thương quá ta. Được á, còn cái này cơm của Helen. Cơm của Helen làm cho Bi một hộp nè, cả nhà thấy không? Sườn mua Costco về đó rồi nhà ăn rồi làm cho Bi với anh Quyền luôn. Với lại mua dưa leo cà chua nữa. Ăn cơm của chị á. Hả? Đang ăn cơm của chị á. Thì bỏ về cơm kia cất đi, cơm của chị sườn sườn còn nóng lắm. Yeah. Ăn miếng sườn đi nè. Nhưng mà không phụ lòng từng người. Không có, không có. Nhưng mà lấy miếng sườn ăn đi để nó nguội uổng. Dạ, cảm ơn. Ừ. À, thấy Bi giờ vô nhà ăn rồi chưa cả nhà? Tối nay Bi không có nằm bờ nằm bụi nữa nè. Sướng không? Đó, Bi xá kìa. Xá cộng đồng mạng chứ không phải hai lần nghe. Đó, anh em giờ cũng ăn cơm nè, thấy không cả nhà? Đó. Thấy hộp nước yến không? Đâu, để lên cho Helen coi coi, Helen nói cho anh nghe. Để cái hộp nước yến lên. Đó, Helen đem lại cái... Đây, khóa xe chưa? Đó, cái hộp nước yến nè anh Quyền. À, trong đây nó có 8 lon ha. Em mỗi lần em mệt là em uống, nhưng mà anh bây giờ anh uống mỗi ngày một lon cho Helen nha. Rồi, mỗi lần anh uống lon cho Helen. Cắn miếng sườn đi. Cắn miếng sườn đi, sườn mới còn nóng hổi ngon lắm. Ngồi xuống đi, ngồi xuống ăn đàng hoàng. Đây nè, cả nhà thấy anh Quyền 3 ngày đây nè. 3 ngày anh Quyền bỏ rồi nè cả nhà. Hy vọng là anh Quyền bỏ, đây mặt ổng tỉnh táo rồi nè. Đó, hay là đem nước yến lại cho anh Quyền nè. Sau khi anh Quyền ăn cơm xong là khui mà uống một lon nước yến nha. Một ngày uống lần nha anh Quyền. Uống một lon một ly nha. À, một hai tuần sau là anh Quyền đẹp trai con bà hai liền. Rồi mốt gái đeo lưng nữa, khổ nữa. Ăn miếng đi, ăn cho nó khỏe.
Hồi chiều này ăn có gói hủ tiếu không à? Ăn thịt đi, ăn thịt không đi. Tự nhiên con người không muốn đói. Em biết anh tại anh còn mệt á. Mệt với lại bị thuốc giả đó. Sao anh Quyền xong lấy viên thuốc em đưa hôm qua uống đi. Có rồi. Uống chưa? Thôi vậy vậy nè, khui cái này ra uống lo ly cho hai lần đi. Khui ra, khui ra. Uống một hũ cho hai lần đi. Thương dữ lắm mấy trò này á. Anh biết không, cái này em mua đó anh Quyền khi nào. Cảm lắm cho mới tặng đấy. Anh biết sao em mua đó mà khi em đi làm mà em mệt quá đó, em mới uống thôi chứ còn không có mệt là không bao giờ dùng hết trơn á. Mắc lắm nha. Dạ, yeah, gần 50 đồng hay gì cũng hộp đó. Được. Hình như 50 đồng hộp á, 8 lon coi chừng rớt bể á. No, đây nè, nó trên đây đừng lấy ra. No, đây nè, lấy cái này. Khui cái bọc rách ra, khui cái bọc giấy ni lông ra. Ừ, đó. Đó. À, rồi, uống được không? Em uống. Em mua cho anh uống mà, cho anh khỏe là anh làm kiếm tiền mà. Trời ơi, dễ thương không? Chia cho Bi nữa, hai nè, dễ thương không? Đó, rồi giờ uống cho hai lần coi. Đó, cả nhà thấy nước yến không? Cái này uống khỏe lắm anh Quyền. Uống họ chạy xuống kiếm cơm ăn này nha. Thì cũng cảm ơn cộng đồng mạng với giờ biến hóa sao vậy. Mà nhất là Helen với lại cô Huệ bên New York chăm sóc quá kỹ lưỡng rồi. Chứ này coi như là không làm cũng không được. mà bây giờ cái cảm giác của anh Quyền hôm nay là ngày thứ ba anh không có dùng cái thuốc kêu bằng gì, kêu đó kêu bằng gì? Cái đó gọi là cocaine. Cocaine, ok. Bây giờ hôm nay là tối rồi, là ngày là đã anh Quyền đã qua được 3 ngày rồi. Rồi cảm giác là coi như là cái ngày nào anh bị hành nhất anh Quyền, cái ngày thứ nhì hả anh Quyền? Cái ngày thứ nhì nó bị đau lưng, giống như bị sốt rét. Ừ, sốt rét hả? Rồi là, anh bị anh nói bị anh nói bị nhức như bị đau lưng rồi xong nó pass out. Nhưng mà em mới vô làm được mấy tiếng hồ cái pass out thôi lên nằm ngủ. Vậy hả? Gì đó. Làm sốt cho người, nó làm lạnh lắm. Ồ vậy hả? Rồi rồi nhưng mà sau khi anh uống viên thuốc cho anh thấy có đỡ không Quyền? Uống vô chai non nó đỡ, nó ngủ buổi tối đỡ lên đỡ được. Sáng okay, mai okay. Thức dậy là ngày hôm nay nè. Làm được ngày. Vậy bây giờ anh uống viên thuốc nữa rồi phải không? Khi nào mà anh thấy người anh mà nó qua được thì đừng uống thuốc nữa nha. Chỉ có uống khi nào mình thấy quẩy quẩy thôi nha. Đúng rồi, uống lúc mà nó bị nóng lạnh thôi. Một ngày uống một lon đó nha. Uống đi rồi coi như thế nào, nếu mà thấy còn mệt nữa hay là đưa tiếp nữa. Thôi. Không. Lo về đủ rồi. No, anh phải khỏe anh mới đi làm được. Anh phải vượt qua, anh khỏe anh mới làm được. Tại vì cái công của em trước sau gì cũng đã bỏ ra rồi, em cũng phải đi cho tới hết dạ, đường luôn. Cố gắng hết mình. Em vậy á. Tốt cho được cho những người ở người làm hết. Chứ không dám làm phật ý lắm. Thì bởi vậy anh thấy giống như mấy người kia nói này nói kia, nhưng mà đối với em á là em làm bằng hết cái khả năng của em. Mình sống còn cái tình nghĩa, còn có cái tình việc động viên Việt Nam rồi có cái công đức làm cho cũng giống như làm công quả cho chùa vậy thôi. Anh Quyền anh nói chị Helen rảnh lại cắt tóc cho anh Quyền thôi, anh giao cho em định bán lúa giống luôn. Hết thành đầu chọc cũng được, trở thành chú tiểu cũng đâu sao. Thôi để cho anh qua anh Tần đi. Ở trong cái comment hồi nãy có người nói lên là Helen không có khác gì cô kia. Không có bây giờ không có mua xe đạp cho anh Quyền, sợ giống như là em kêu cái gì control anh á, không có mua xe cho anh đi. Nhưng mà em có nói với anh Quyền, em nói rõ trong cái clip á là em nói á, là anh Quyền ở đây khoảng chừng một tuần 10 ngày Helen sẽ mua chiếc xe đạp cho anh, đúng không anh Quyền? Đúng không? Đúng. Rồi cái đó là tự anh thôi chứ em đâu có kẹp anh gì đâu, mà mấy người nói mua xe đạp mà kẹp gì, tại người ta ghét dơ người ta nói gì sao mà em muốn anh trong vòng 10 ngày này hay là 7 ngày hay 10 ngày gì đó em không muốn anh đi vòng vòng sợ anh ngứa tay ngứa chân thôi. Nhưng mà sau đó là Helen mua xe đúng không? Thấy không? Hay là làm việc á, không biết mọi người nghĩ làm với mình qua cơn này nữa thôi chắc cũng thôi rồi. Tại vì mỗi lần mỗi lần mà mình nhịn nó đó, người nó nhức nổi quậy quá lắm chịu nói. Đâu vậy cũng em nói chứ hy vọng lần cuối cùng rồi. Nhiều người á anh biết không, cái miệng người ta nhanh hơn cái não. Em nói chuyện rất là rõ ràng, mọi cái gì em nói với anh Quyền với Bi em nói rất là rõ, đúng thì, không? Người ta ghét mình á, người ta khui những cái xấu mà người ta thích mình. Nhưng mà mình đâu có nói mấy cái đó đâu, em nói rõ ràng. Nhưng mà mình làm cái này là mình làm theo cái vấn đề tấm lòng mình, với lại cái mình có cái đức tâm, mình từ thiện, mình làm được cái gì cho mọi người vui, mình có cái tấm lòng vui thôi. Chứ còn ngoài ra ai muốn ôi ghét dơ thì chuyện ghét người ta cũng nói nhiều rồi. Bây giờ đó, chuyện mình làm hay không là còn cái chuyện tương lai của mình, với lại có ảnh hưởng tới những người để giúp mình đó. Thành thử ra mình cũng cố gắng làm sao
cũng làm trang trai trẻ mà cũng đâu phải là còn trẻ gì đâu, mình cũng đã nửa đời người rồi. Làm gì thì coi như cũng là phiền mọi người lắm rồi, chứ bây giờ phải biết làm sao thôi. Đó, mọi người đó. Nhìn mặt của anh Quyền nè, đó hôm nay rất là tỉnh táo rồi, thấy chưa? Đó, tình thương mến thương anh Quyền trang canh cho mày hay vậy? Trời ơi, hai anh em thương nhau dễ sợ luôn á. Đó. Đó, cả nhà nhìn cái mặt anh Quyền nè, đó thấy anh Quyền sao? Hơi ốm chút thôi nhưng mà không sao. Để cho mất cái răng nữa, bị ta chờ ăn cắp mất cái răng nữa mai mốt chồng rồi. Không sao, biết sao anh Quyền, để ổn định chút đi cho khỏe lại đi ha. Mình đi làm, cái mai mốt mình lấy hẹn mình làm răng lại là bắt đầu đẹp trai lại liền. Nhưng mà nhớ không có lúc mà đẹp trai mà đứng lên được rồi, nhớ đừng có cua hai bánh. Không bao giờ trả lời nữa đâu. Nghe nè. Cua ăn Helen ra ngoài sọt rác là được rồi. Anh Quyền, nhớ nè, nghe Helen dặn nè. Khi mà cai rồi, đứng lên rồi, răng gắn rồi, bắt đầu đẹp trai, sáng sủa, cao ráo ha. Nhớ nghe, có quen cô nào, quen một cô rồi nghe, bắt hai ba tay là Helen xử anh tiếp đó. Không có mà cá luôn. Trời ơi, ông đi qua mạc, ông chọc mẹ trong qua mạc. Ông đi rốt, ông chọc nhỏ bán đồ trong rốt. Chị nói trời ơi ông nội này ông chọc tùm lum la, mốt ông đứng lên cái ông có tiền rủng rỉnh bắt đầu ông cặp tùm lum là lúc đó hay lành xử anh đó nghe, một người thôi nghe. Đi đâu nè, tình yêu khó nói đâu, cái chuyện thôi thôi, tình yêu thì yêu một người đâu, yêu từ lưa đâu được. Ông Bi nó ghìm em, nó sắp sửa đốt trái em kìa anh, nó nhìn em với cái cặp mắt của nó trời, em đốt chị bây giờ á. Thôi cũng mong sao còn nhỏ này cho nó tỉnh táo lại đi. Ê Bi, vậy thì Bi ngày mới hai anh em đi giặt đồ ha, hay là chở ha, rồi cái gì nữa ta, mới cần gì nữa không? Hai anh em có cần gì nữa không nè? Bi có khăn lông mình không cưng? Có khăn lông mình chưa? Em cần gì cho ngày mới chị chở đi mua luôn. Em nghĩ chắc có rồi. Bây giờ tối em lên rồi ngày mới em coi em cần thiếu món gì chị hay là chở mua ngày mới luôn nha. Ngày mới là chị có buổi sáng cho hai người. Tối thức dậy đó, đói bụng ha. Chị có buổi sáng cho hai anh em ngày mới nha. Quen. Để đây đồ ăn, để đây. Em hai lần có buổi sáng cho hai anh em ngày mới đó. Rồi. Muốn mua gì thì không, muốn cho gì nó đúng đó. Cái nhà chút xíu. Đem cái nhà mà. Không cái nó là chị. Đúng rồi. Chị ơi, gác để đâu thôi chị? Hỏi anh Quyền chị biết chị chết liền. Gác dục trong mấy cái sọt rác ngoài đi, chỗ nào có cái. Nếu em có nói sai hay làm gì sai. Thì em xin lỗi. Tại vì em tánh thật tình. Nhưng mà em dằn xuống, đừng có cọc, đừng có nổi cọc, đừng có la lối nữa. Dạ. Tại vì chị biết cái đầu em vẫn còn bị ảnh hưởng cái thuốc, biết là em đã bỏ rồi. Dạ. Nhưng mà em vẫn còn trong cái đầu em phải có thời gian, nó từ từ nó mới clear out được, hiểu không? Dạ. Mình phải tự tập cho mình nữa. Cái tủ lạnh của nó em nghe hôi quá vậy đó. Cái đồ của mẹ. Đồ ba cái đồ chi của mẹ của uống được chị. Chị à. Ok, cảm ơn. Để đồ sao mà không được. Yeah. Chị đem tới đây rồi. Hả? Đồ vậy. Ờ, khui ra nó để hồi rình vậy đó hả? Wow. Và vậy đồ ăn nào của mình nó ngồi đó đi anh Quyền. Đồ ăn nào của mình á thì mình ăn xong mình đậy lại nghe anh Quyền để nó át cái mùi vô ha. Ừ. Rồi giờ sao anh Quyền, nay cà phê làm sao, nói nghe hôm nay good chưa? Cũng cảm thấy là con người nó trở lại bình thường rồi đó, nhưng mà còn mấy nhất cái mình trôi còn hơi nhức mình chứ. Thì vài bữa nữa đi. Nhưng mà nhớ uống nước nhiều vô cho nó đào thải nghe anh Quyền. Bi cũng vậy, uống nước lọc nhiều vô nha. Em uống cà phê một nước lọc. Em phải uống nước lọc nó mới clean cái máu, huyết mấy cái đồ và mấy cái chất thuốc, mấy chất nghiện nó còn trong máu mình đó. Thùng đi đổi nước không? Ê sao có thùng bự không? Thùng bự đó có không? Bự đó có không? Rồi em cảm ơn. Có thùng bự chưa? Cái thùng bự trước đó, thùng trước đổi nước đó, cái thùng nó đổi đồng bạc nước uống. Cái thùng nó còn có xách theo không hả? Thùng bự nước đó đưa hết rồi. Không sao đâu, không sao đâu, không sao. Ngày mai mình đi giặt đồ á, cái chỗ giặt đồ nó sẽ cho có cái chỗ nước đó mình mua một thùng luôn. Ha. Bởi vì đó xoay hay là nói á, nước ở đây không có xài được. Có nước xin mà em không uống nước xin được. Bởi vậy nè, hai anh em nghe nói nè. Dạ. Tối nay hai anh em coi ai có thiếu cái gì ngày mơi hay là sẽ chở đi giặt đồ, bỏ đồ mình gửi người ta xong mình đi mua đồ nha. Hai lần có buổi sáng ngày mơi, tại vì chiều mơi đó hai lần phải hầm xương, chủ nhật hai lần phát phở đó, hai lần sẽ chừa cho mấy anh em phở ăn nha. Hai lần nấu sẵn đây hai lần nói chủ nhật phát phở thì đi hai anh em đi xuống phát luôn. Đi không? Đi. Được đó. Đang thiếu người. Bây giờ cái chương trình phát phở là như vậy nè, để em nói cho hai em nghe luôn. Phải đi rước ha, chị kêu người lại rước. Vậy nè, anh Quyền á, giống như anh Quyền với Bi, Helen nói cái chương trình của cái YouTube của Helen luôn nè. Cái YouTube của Helen là làm từ những người vô gia cư. Ha, Helen cũng có nói trước đây, nếu mà những người nào mới vô coi YouTube của Helen mà không biết á, Helen nói lại cho cả nhà biết luôn.
là Helen làm YouTube này là từ những cái video từ những người vô gia cư, thì sau khi Helen kiếm được tiền từ từ YouTube ha, thì Helen sẽ dùng số tiền đó giúp lại những người vô gia cư phía sau, và những người nào sau khi Bi với anh Quyền đứng lên rồi, những người nào phía sau muốn đứng lên, Helen có kinh phí Helen giúp tiếp ha, rõ ràng vậy ha. Thì á, cái ngày chủ nhật là ngày mai Helen sẽ nấu một nồi phở cho chắc 50-60 phần gì đó, sẽ ra thư viện tu lì đãi người vô gia cư ăn. Helen sẽ set up bàn ghế để đãi. Thì cái buổi tiệc ngày chủ nhật á, là Helen ăn mừng, tại vì cái YouTube của Helen á, đã được tới cái cột mốc để được nhận tiền rồi, biết mặc dù là không có nhiều, mới có nãy mình coi nhiêu đồng quên rồi, 32 đồng anh Quyền, được 32 đồng rồi. Mặc dù Helen nhận từ YouTube mới có 32 đồng, là tối hôm nay Helen mới thấy 32 đồng. Nhưng mà Helen nấu nồi phở 50-60 người ăn, phở bò đàng hoàng. À, thấy không? Đó, chơi vậy không nghèo mới lạ. Thấy không? Những cái gì anh em cũng vậy, anh Quyền với Bi từ từ sẽ hiểu Helen. Những cái gì Helen nói là Helen giữ lời. Rồi sau đó đó, nếu như mà kinh của Helen mà kiếm được vài ngàn một tháng đó, Helen sẽ giúp ở Việt Nam. Helen sẽ về gửi về Việt Nam giúp bệnh viện cho mấy người bệnh nhân nghèo, hay là Helen có thể phát cơm, hay là giúp những người bệnh không có tiền. Anh Quyền với Bi hãy nhìn thấy rồi mai mốt sẽ lúc đó hãy tin Helen. Bây giờ Helen chỉ có nói, Helen chưa có làm tới việc đó, nhưng mà trong tương lai, đúng không? Thì những gì Helen nói thì giống như em nói, thật sự em cũng rất là cảm ơn anh Quyền với Bi để cho em quay, tại vì thật sự những cái video mà có anh Quyền cái view rất là cao, nhưng mà thật sự Helen quay anh Quyền không bao giờ có những cái cảnh mà quá tệ. Cái giống như cái YouTube mà lại again cậu lại là cậu cục điện, thì hồi nãy tự nhiên cái để cái hình Helen lên trên đó, nhưng mà thật sự Helen có quyền, có anh Helen có quyền là cầm lên cái vụ mà lấy hình của Helen để lên, chưa hỏi ý kiến của Helen, đúng không? Đúng rồi, đúng. Nếu mà thực sự mấy người sống Mỹ mà người ta không có hiểu được, không có không khi hiểu được của cái sau cái rule của United States. Những cái mà người ta không đồng ý thì không được đưa hình ảnh ta lên trên cái mạng. Nói chung á, muốn để hình người ta lên phải có ý kiến người ta. Đúng. Đúng không? Còn không thì phải bồi thường gọi là danh dự. Hoặc là một cái gì đó. Ngày mai em sẽ nói em, tại vì em có không biết. Tại vì rồi em chút cảm. Ok vậy nè, tại vì thật sự mình có một cái ông anh giống như là chồng của bà chị cousin của mình đó, người Mỹ, ông làm luật sư. Ngày mai mình sẽ, bây giờ ông đang ở Nhật. Đấy, khi ông về Helen sẽ gọi ông hỏi nếu người khác lấy hình của Helen đưa lên mạng thì Helen có thể làm cái gì. Thì nếu mà ông nói là ông có thể viết cho Helen một miếng giấy yêu cầu người đó gỡ hình Helen xuống. Còn nếu như người đó vẫn cố tình không gỡ thì Helen sẽ hỏi ông cách nào. Tại vì những người giống như Helen đi quay, mặc dù anh chị em vô gia cư, Helen vẫn hỏi ai cho Helen mới quay, đúng không? Còn Helen là một người bình thường, Helen không có vi phạm gì của ai, không có làm phiền ai, không có nói tên ai hết. Đúng rồi. Thì người làm YouTube giống nhau, không được quyền lấy hình Helen để lên trên YouTube nếu chưa có sự đồng ý của Helen, đúng không? Đúng. Tại vì đúng ra Helen cũng không có trách, lần này là lần thứ hai cậu đã lấy hình mình để lên, mình không chấp nhận chuyện đó. Mình cũng đâu làm gì ảnh hưởng tới cậu, phải mình làm cái gì xích mích tới cậu á. Tôi nói trước với cái anh này, nếu mà ảnh là anh đừng khỏi dấu tên dấu mặt gì hết, mà ai biết để là ai biết anh để tên để cái người người mà ơn tôi lên đó thì tôi cũng biết anh là ai rồi. Mà nếu mà anh làm cái chuyện này mà không có sự đồng ý, tôi dám chắc với anh bồi thường cả. Khi anh có tiền đó thì anh làm chuyện đó, còn không có thì anh phải có luật sư nào giỏi hơn, chứ không thôi là anh phải bồi thường danh dự cho người ta. Dạ, em sẽ nghe, em sẽ nhắn mời, em sẽ nhắn message cho cái ông cousin của em, ông là luật sư đó, ông luật sư lớn ở nước Mỹ lắm á. Tại vì những cái trường hợp nhỏ ông không có giải quyết đâu, nhưng mà đối với trong nhà thì ông sẽ giúp gì cơ. Tham vô ta lên. Cái đó là bắt buộc phải. Dạ. Bây tại giờ, vì em không có đồng ý. Em hỏi người đó cũng vậy thôi. Cái đó là cái luật từ nào giờ mọi người, ngay cả một cái nhà hàng cũng vậy. Em không được lấy cái tên giống cái nhà hàng của người ta đã đăng ký, nhưng mà em lấy tên giống người ta, nhà hàng giống người ta, em phải xin người ta, mà không có xin người ta thì em phải đóng cái tiền. Thì đúng rồi, mỗi lần mà lấy cái tên giống nhau là mình phải trả tiền đó, người ta ok mình mới được lấy, không có được để tên giống nhau, đúng rồi. Nhưng mà nói là một cái personal.
cái này là một lần thì Helen cũng đã lên tiếng, Helen cũng nói chuyện rất là lịch sự. Hôm nay lại lấy hình của Helen để lên so sánh với người khác nữa. Helen không thích chuyện đó thiệt tình. Tại vì Helen á, bây giờ người đó nói là anh em giống như cũng giống người kia, là khi em quay anh Quyền á là anh Quyền giống như là cũng là ngàm. Anh nhớ cái bữa đầu tiên là em đi rước anh Quyền, lúc đó anh có ngày đó là cái ngày cuối cùng anh dùng đúng không? Nhớ đúng không? Rồi, thì cuối. Bữa đó là anh em mình đi ăn ngoài nhà hàng thì Helen quay cái mà lúc đó cũng tỉnh rồi, mình hút cần thôi à, mình đâu có chơi đâu. Nhưng mà giống như anh nói chuyện là ngà người ta nói em cũng như là cái đó là ngàn từ bên nhà của hàng rồi chứ đâu phải tới đây mới nói đâu, tại tính tình nói hoạt bát thì cứ nói thôi. Thì đó, nhưng mà bữa hổm mấy anh em mình là đi ăn đúng không, đi ăn ngoài tiệm chung với anh Ân nữa đúng thì không đó. Chứ đâu phải là hay là thấy anh Quyền đang quằn quại trong cái cơn say hay cơn nghiện gì nằm lăn lóc vậy hay là quay đâu. Người ta vô tình thôi chứ đâu phải là người ta chưa mà là người ta biết mà người ta làm đó, người ta cố tình người ta làm đó. Thì giống như anh em mình đi ăn mừng là anh vô nhà đúng không, chỉ nghĩ vậy thôi đúng không, là muốn chia sẻ đâu có cái ý gì khác đâu. Thì đó, mình chỉ muốn chia sẻ cộng đồng mạng là đêm đó là anh Quyền vô nhà ở rồi mình đi ra mình ăn mừng anh em đi ăn thôi. Coi như là Helen giúp đỡ mà Helen muốn một người đó đứng lên thì người đó cảm thấy đứng lên được, Helen cảm thấy là vui mừng rồi coi như đãi tiệc nhỏ tiệc ăn uống để cho anh em ăn uống rồi đi ra vô nhà mới thôi. Cái em đâu có làm gì chừng nào mà em quay mà ghét người ta làm vậy đó em ơi, chứ nói thiệt với lại cũng phần nhiều chuyện nữa. Em nói anh Quyền nghe đúng không, thật sự người đó không có gì để đỏ lên YouTube để kiếm tiền hết á, mới lấy cái mặt của Helen lên để kiếm tiền đúng không, lấy cái video của Helen để cũng kiếm tiền trên cái không có cái view, không có câu chuyện đúng, để nói không có gì để nói trong khi Helen rất là nhiều cái YouTube để chia sẻ nhưng mà Helen chưa có giờ để làm. Cái này là rõ ràng là cậu đó lấy hình của Helen lên để làm kiếm view, lấy tiền kiếm tiền sống brand của người ta đâu có lửa. Thì để đó Helen sẽ rảnh xong rồi Helen sẽ nói chuyện, rồi Helen sẽ nói cái vụ mà lấy hình Helen lên. Tôi cũng có lời khuyên với anh đó, anh cũng làm ơn bớt cái đưa hình ta lên đi. Tôi không phải không biết anh đâu, nhưng mà có cái thôi cũng còn mong anh giữ gìn sức khỏe, đừng có đàn ông đừng có nhiều chuyện quá mấy anh ơi. Thật sự mà nói đó anh là quá nhiều chuyện. Bởi vì anh với Bi không biết mặt anh dày cái nào chứ tôi thấy nhiều chuyện quá trời nhiều chuyện. Mà đàn ông gì mà đàn bà người ta không đụng tới mình, mà đàn ông lôi người ta đi nói chuyện này chuyện nọ. Mình thấy mới đầu nó thật sự là Helen cũng còn kính trọng, cũng còn này kia gì à, mô phỏng vô gì nó lăn nó lăn lên vô kem nha. Thì anh giống như là Helen cũng rất là nhiều người cũng nói nặng nói nhẹ nói bậy đó bà chửi Helen ở trên đây đi, biết là Helen không có chấp, nhưng mà ý em nói anh với Bi á, thì cũng những cái việc mà Helen bị người ta chà đạp như vậy thì anh với Bi phải cho mọi người một câu trả lời trong thời gian này tới. Đúng, hiểu không cái đó là giúp Helen. Bi cũng vậy nghe chưa Bi? Dạ. Em cứ nhìn trên nóc nhà sợ ma muốn chết luôn vậy á. Rồi thì nói tới cái đoạn này thôi. Thôi Helen về nhà chăm sóc với gia đình với lại xã đang chờ con. Dạ. Không? À, không, còn không mấy ăn cái rồi. Chuyện mà ngoài xã hội thì cứ để tôi ai muốn gây chuyện thì cứ để tôi sẽ nói chuyện người đó thôi. Ở trên sao đây này cũng nhiều người mình biết lắm. Ừ. Thành thử ra cái phe nào bên hàng, phe nào bên người này người kia mình thấy làm mấy chuyện tào lao không. Ok, thôi vậy đi, giờ chồng em thì không lo, ăn cơm rồi. Nhưng mà giờ em về em ăn cơm, lặng em nghỉ ngơi. Ngày mai em sẽ lại em chở hai anh em. No, để coi anh Quyền, nếu mà ngày mai anh Ân có làm thì làm đi. Rồi chiều mình đi cũng được, thì em làm công chuyện của em buổi sáng. Nhưng mà có gì anh Quyền phải gọi cho Helen biết. Dạ, cho Helen biết. Không sớm, đợi chồng ngủ chút xíu, cho mấy em làm thức sớm. No, sớm. Không, anh cứ làm đi. Rồi có gì Helen sẽ gọi cho. Rồi 8 giờ mấy mà không có làm á, anh gọi cho. Không, đừng gọi sớm, mời em ngủ trễ chút đi, cho em ngủ trễ giùm đi. À, mời trước khi em lại đây em sẽ gọi trước nửa tiếng coi anh em có làm không đi. Nếu nhà anh Ngân có làm thì cứ làm đi. Rồi chiều mình đi cũng được không sao ha. Không thôi chiều chủ nhật cũng được không sao hết ha. Rồi thôi đi, hai anh em nghỉ ngơi đi. Em đi lên tắm rửa đi. Rồi nghỉ ngơi, tối nay nằm thẳng chân ra. Rồi chị sẽ đem lại cho em một chai dầu để em sức cho cái chân của em đau á nha. Để chị đem chai dầu đi. Đi. Ok, bye bye. Em bye chị, bây giờ tôi bye cộng đồng. Bye, anh Quyền bye cộng đồng giùm cho Helen cái. Rồi này mặt tỉnh táo rồi nè. Dễ thương. Tình thương mến thương. Ô chị hỏi gì? Chị ơi, chị có thể giúp cho em đi làm răng không? Từ từ. Em có cái Medicare. Rồi biết rồi, làm. Nhưng mà bây giờ chị nói em nghe nè. Bây giờ quên nữa, sẵn em hỏi chị nói luôn. Thì bây giờ ngày thứ bảy chủ nhật
thì thứ hai có gì làm phụ anh Ân đi nghe. Rồi mình sắp xếp, chị sẽ sắp xếp cho em đi làm răng, rồi anh Quyền chị sẽ hỏi làm răng cho hai anh em luôn. Rồi em cảm ơn chị lần rất nhiều. Ok rồi để chị giải quyết chỗ đó cho rồi. Từ từ ha. Thứ hai nhớ rồi, thứ hai nhớ nói anh Ân làm nghe. Làm cho chị nghe. Okay. Chị về nước, chị nước với bánh trong đó hồi sắp lên trong phòng nha. Trời ơi chị Helen quá là chu đáo. Em với anh Quyền là coi như là mi gió chị Helen cái coi che nắng coi. Che nắng che mưa, che nắng che mưa. Không còn sợ ướt người nữa. Tối nay là em ngủ ngon phải không? Không cần chạy đi đây đi đó mà kiếm một cái chỗ để mà nó ngủ. Ngưỡng mộ chưa? Ngưỡng mộ chưa? Dạ. Thương chị Helen không? Dạ. Cảm ơn chị Helen. Ok, good night hai anh em nha. Bye. Chị nó vô rồi. Mai mốt á anh Quyền, sau khi anh em khỏe mạnh rồi, Helen đi phát cơm á, anh với Bi bắt đầu theo em phụ nha. Phụ đi phát cơm lại nha. Rồi. Rồi, có chớp nha. Ok. Rồi. Rồi. Đó, bây giờ Helen đi về đây cả nhà. Bây giờ là cả nhà thấy không? Bây giờ là 9:30 tối rồi đó. Ngày mai Helen sẽ chở anh Quyền với Bi đi giặt đồ coi còn thiếu cái gì để mua không. Tối nay thì Bi được chỗ em, chỗ ấm ngủ, có giường ngủ rồi đàng hoàng ngon lành rồi. Hồi nãy ông xã Helen có gọi, ông xã hỏi sao rồi, về chưa, thấy trời mưa rồi coi hù rồi chưa về, chưa ăn cơm tối luôn cả nhà. Nhưng mà mình làm cái gì vui á cả nhà biết không? Không có đói, thiệt Helen không có đói. Thì cả nhà cũng thấy Helen rồi đó. Giúp đỡ nhiệt tình những cái đồ mà hồi nãy Helen đem tới cho hai anh em tối nay đó, đồ của nhà Helen không á. Helen làm đối đãi với một cái tình cảm thật sự chứ không phải là giả dối mà để lên quay phim hay này kia đâu cả nhà. Nước yến đó Helen nó thiệt á, khi nào Helen mệt chứ lắm Helen mới uống đó. Nhưng mà Helen muốn bồi dưỡng cho anh Quyền khỏe lại. Nên mọi người cả nhà nên cả nhà hãy mà từ từ hãy nhìn những gì Helen làm ha. Cho Helen thời gian đi, đừng đánh giá sớm quá rồi la chửi Helen. Thật sự Helen chửi Helen cũng không sao nữa, nhưng mà đôi khi nói chung những cái lời nói nặng chút xíu thì không sao, nhưng mà dùng những cái câu, những cái lời mà hơi tục tằn chút xíu á thì Helen cũng có cảm thấy khó chịu. Nhưng mà cũng Helen cũng không có thích đôi co, cả nhà biết không? Tại vì mình làm từ thiện mà mình đi coi đôi co như vậy thì mình mất cái hết cái thiện của mình đi. Thành ra ai nói gì nói, chửi nhẹ nhẹ chút xíu cho Helen nhờ, đừng có nói mấy cái tục tiểu trong chổng thì Helen cảm ơn nhiều, không sao hết. Cả nhà mà cảm thấy ai mà cảm thấy chửi Helen mà thấy trong cái lòng mình nó nhẹ nhõm hay là mình trút được cái bực bội ra đó, Helen sẵn sàng để cho mọi người chửi, không sao hết. Nhưng mà đừng có dùng những lời tục tiểu hay là những cái lời không có văn hóa vô đây. Tại vì ở trên cái YouTube á, cả nhà biết không, cả toàn thế giới người ta đều coi được hết á, cả nhà biết không. Dạ. Helen không có làm gì để mắc cỡ hay thổ thẹn với cái lương tâm hết á. Nếu ai mà chửi Helen mà cảm thấy mà happy, vui vẻ hay gì đó thì cứ việc chửi, không sao hết. Nhưng mà đừng có dùng những cái lời tục tiểu là không có ý thức á, Helen không chấp nhận chuyện đó thôi, chứ còn nói vô tư. Kính chúc cả nhà buổi tối an lành, thật nhiều hạnh phúc, một cuối tuần vui vẻ đến với cả nhà, luôn tràn đầy